Cô xin tự giới thiệu, cô là Hoàng Thị Liên, giáo viên trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Na Hang. Tại thời điểm này thì do dịch bệnh Covid-19 đang bùng tái phát lại. Chính vì vậy cô cháu mình lại phải tạm thời xa nhau một thời gian rồi. Nhưng chúng mình cũng không quên nhiệm vụ phải học tập đúng không nào? Bây giờ chúng mình đang thực hiện chủ đề thế giới thực vật. Ở tuần này chúng mình học chủ đề nhánh là Tết và mùa xuân. Bây giờ các con hãy nhìn lên màn hình để quan sát một số hình ảnh nhé. Đây là hình ảnh gì nhỉ? Đúng rồi, đây là hình ảnh gia đình đang gói bánh chưng và cắm hoa để đón Tết đấy. Đây là gì nữa nào? Đúng rồi, mẹ và bé đang treo cành đào đúng không nhỉ? Hình ảnh tiếp theo là gì nhỉ? Đúng rồi, đây là mâm ngũ quả để cúng cho gia tiên đấy. Và đây là gì nhỉ? Đúng rồi, đây là mâm cơm cúng đêm giao thừa đấy, và gồm có bánh chưng này, thịt gà này, giò này và một số món ăn đặc sản khác nữa. Và còn ngoài ra còn có hoa quả thì cả rượu nữa đấy. Vậy các con có biết là Tết diễn vào mùa nào không? Tết diễn ra vào mùa xuân đấy. Vậy thì mùa xuân thì thường có gì nhỉ? Thường có hoa gì nở nào? Đúng rồi, mùa xuân thì có hoa đào này, hoa mai này, và ngoài ra còn có rất là nhiều loài hoa khác nở rất là đẹp. Hôm nay cô Liên sẽ cho các con cùng đọc bài thơ Tết đang vào nhà, sáng tác của Nguyễn Hồng Kiên đấy. Bây giờ cả lớp lắng nghe cô đọc bài thơ nhé. Tết đang vào nhà, hoa đào trước ngõ cười vui sáng hồng, hoa mai trong vườn rung rinh cánh trắng, sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối, Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. Thế mình có thấy bài thơ có hay không nào? Cô vừa đọc bài thơ gì nhỉ? Đúng rồi, bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả. Đúng rồi, của tác giả Nguyễn Hồng Kiên đấy. Bây giờ chúng mình hãy quan sát lên màn hình nha, xem cô có gì đây. Đây là hình ảnh gì đấy nhỉ? Đúng rồi, đây là hoa đào đấy, và cũng là hình ảnh minh họa cho nội dung bài thơ Tết đang vào nhà đấy. Vậy thì hoa đào màu gì? Màu hồng này, rất là đẹp đúng không nào? Đây là hình ảnh hoa gì nhỉ? Đúng rồi, đây là hình ảnh hoa mai. Hoa mai màu gì? Màu trắng đấy các mình ạ. Hình ảnh ai đây nhỉ? Bà đang làm gì nhỉ? Đúng rồi, hình ảnh mẹ đang phơi áo hoa cho bé đấy. Hình ảnh tiếp theo là gì? Ai đây? Đúng rồi, đây là ông này đang treo cầu đuối đấy. Và còn đây là bé thì đang làm gì nào? Bé đang dán tranh gà đấy. Rất là đẹp đúng không? Đây này, hình ảnh gì đấy nhỉ? Sắc loài hoa đang đua nhau khoe sắc trong dịp Tết đấy. Và các bạn rất là vui mừng khi được đón Tết nguyên đán đấy. Mình vừa được quan sát một số hình ảnh minh họa thôi vì nội dung bài thơ Tết đang vào nhà đấy. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại bài thơ này qua hình ảnh nhé. Tết đang vào nhà, hoa đào trước ngõ cười vui sáng hồng, hoa mai trong vườn rung rinh cánh trắng, sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối, Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. Hình ảnh minh họa cho nội dung bài thơ này đúng không? Bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại bài thơ này nhé. Tết đang vào nhà, hoa đào trước ngõ cười vui sáng hồng, hoa mai trong vườn rung rinh cánh trắng, sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối, Tết đang
vào nhà sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. À, các con ạ, bài thơ nói về dịp Tết vào mùa xuân rất là đẹp. Tết đến, các gia đình được đoàn tụ với nhau rất là ấm áp và hạnh phúc. Và Tết đến thì có rất là nhiều hoa nở nè, đua nhau khoe sắc, rất là đẹp đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng cô đàm thoại một số câu hỏi thông qua nội dung bài thơ này nhé. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô đọc câu hỏi nào. Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? À, bài thơ Tết đang vào nhà đúng không nào? Và tác giả là ai? À, tác giả của Nguyễn Hồng Kiên đấy. Vậy Tết đến các con thường thấy những hoa gì nở nhỉ? À đúng rồi, hoa mai và hoa đào nở rất là đẹp đúng không? À, vậy mẹ đã chuẩn bị những gì cho bé trước khi để đón Tết nhỉ? À đúng rồi, mẹ đã chuẩn bị là quần áo hoa rất là đẹp. Đấy. Và Tết đến thì em bé đã làm những công việc gì để giúp đỡ bố mẹ ông bà nào? À, em bé đã vẽ được tranh đàn gà và dán lên tường để trang trí cho ngôi nhà mình đẹp hơn, đúng không nhỉ? Và ông thì treo cầu đối rất là đẹp. Vậy qua bài thơ này chúng mình cảm nhận được điều gì nào? À, mọi người ai cũng rất là vui vẻ khi Tết đến này, gia đình được đoàn tụ lại sau một năm đi làm việc và mọi người cảm thấy rất là đầm ấm và hạnh phúc đúng không? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng cô giáo đọc lại bài thơ này nhé. Tết đang vào nhà, hoa đào trước ngõ cười vui sáng hồng, hoa mai trong vườn rung rinh cánh trắng, sân nhà đầy nặng mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đang vào nhà sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. À, chúng mình sẽ cùng đọc lại bài thơ này một lần nữa để cho thuộc hơn nhé. Tết đang vào nhà, hoa đào trước ngõ cười vui sáng hồng, hoa mai trong vườn rung rinh cánh trắng, sân nhà đầy nắng mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đố. Tết đang vào nhà sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. À, chúng mình vừa đọc bài thơ gì nào? Đúng rồi, chúng mình vừa đọc xong bài thơ Tết đang vào nhà rồi. Các con ở nhà thì các con nhớ là ôn lại những bài thơ cũng như là tất cả những bài hát để cho thật thuộc hơn và ngoan hơn, và để cho đọc lại bài thơ này cho ông bà bố mẹ nghe, nhớ chưa nào? À, giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào và tạm biệt các con.